mọi người xem cho mình nhận xét nha, bài demo nha. Đây là cái bài demo. Chào mừng các em đến với bài giảng điện tử vật lý lớp 12, bài dao động tắc dần, dao động cường bức. Các em biết không, tuổi thơ ai cũng đã từng được mẹ đung đưa trên những chiếc võng bằng những câu hát ru. Vậy các em, mục đích yêu cầu nêu được thế nào là dao động riêng, dao động tắc dần, dao động duy trì? Nêu được dao động cường bức là gì và đặc điểm của dao động cường bức? Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Giải thích được những hiện tượng vật lý liên quan đến cộng hưởng. Vận dụng lý thuyết đã học để giải một số bài tập cơ bản. Nội dung bài học hôm nay là gì? Các em hãy di chuyển quyển sách theo hướng bàn tay nhé. Bài trước, ta đã giả thiết không có lực ma sát tác dụng vào con lắc. Con lắc dao động với biên độ và tần số riêng, chúng ta gọi là F0. Vì dao động tắc dần của con lắc màu vàng, các cái thông số con lắc lò xo có lên đến giá trị dao động của con lắc lò xo. Sau đây thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với mô phỏng dao động tắc dần của con lắc đơn. Đấy, thay đổi, đã giảm. À, đơn. Qua hai mô phỏng trên cùng với hai giảm dần về không theo thời gian là khi môi trường nào, ví dụ dần nhanh hơn, các em hãy làm câu động tắc dần có lợi hay có hại nhé. Qua ví dụ trên, ta đã dựa dụng phục, ví dụ như đóng mở tự động, chúng ta hãy thiết bị giảm sốc xe, chúng ta phải là phục càng nhanh càng tốt để chúng ta cảm thấy. Như vậy là chúng ta đã hiểu được thế nào là dao động tắc dần cũng như là những ứng dụng của dao động tắc dần. Bây giờ quay trở lại vấn đề thầy đã nói ở đầu bài, đó là khi người mẹ đưa võng thì làm sao sẽ đi lên. Chúng ta đã biết dần việc cùng với muốn cách nào. Như vậy phần cơ năng được cấp cho vật đã đổi, vật đã để làm gì, từng chu kỳ độ không đổi đồng vào cho nó. Sau đây thầy xin mời các em cùng làm một câu hỏi tương tác kéo thả vào nơi chứa đáp án với những đáp án đúng.
Các em hãy tìm những sự vật, hiện tượng mà các em cho rằng đó không phải là dao động duy trì. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về dao động cưỡng bức. Trước hết, lò xo ép tác dụng lên con lắc lò xo với xe dựng và cản sẽ rung động theo tần số. Để khảo sát những đặc điểm của dao động cưỡng bức thay đổi, xin mời các em xem video khảo sát biên độ dao động cưỡng bức theo tần số của ngoại lực. So it's Friday again, so clearly time. Okay. Well, the notch with the periodic force, it right up. Qua thí nghiệm độ sẽ lớn, mới lớn, ra được một riêng, tức là trừ omega. Khi biết này chúng ta có chứng biên độ động cưỡng bức. Chúng ta thú vị trong vật lý học, chúng ta gọi đó là cộng hưởng. Sau đây chúng ta sẽ tìm tế cầu đường cầu hiểu năm 1000 cộng hưởng ta chế tạo và máy. Chúng ta sẽ xem video ở liên để giải. High up the river, twisting, turning, curling. Qua bài học hôm nay, thầy tin rằng các em đã hiểu được thế nào là dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng. Thầy lại đưa vào đây một hình con chìm vào giấc ngủ. Chúng ta đã có thể giải thích được mẹ đưa võng bằng cách duy trì dao động hoặc dùng lực cưỡng bức chưa nào? Thế mới thấy, hiện tượng vật lý luôn xuất hiện xung quanh ta, ngay cả trong những điều bình dị và thân thương nhất. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bài học dao động tách dần, dao động cưỡng bức. Qua đó, các em có thể giải thích được một số hiện tượng vật lý liên quan đến dao động tách dần và dao động cưỡng bức. Đồng thời có thêm niềm yêu thích đối với bộ môn vật lý. Đến đây thì thầy Phong xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Tạm biệt các em.